Số đông ấy, đó là mọi người bị cảm xúc, bị phong trào, đúng không ạ? Bị tập thể dẫn dắt, đúng không ạ? Bị làm theo người khác. Nhưng trong pháp lý bất động sản, bạn cần có một tư duy độc lập và chủ động dựa trên căn cứ của sự hiểu biết về pháp luật. Ví dụ, bạn đến một cái dự án, chủ đầu tư đánh cho cảm xúc của bạn tung vé lên. Bạn ký đến luật một cái vào một cái văn bản thỏa thuận, một cái hợp đồng giữ chỗ, đúng không ạ? Một cái hợp đồng đặt cọc, à một cái hợp đồng nguyên tắc, hoặc là ví dụ như thể là một cái hợp đồng hợp tác đầu tư đi. Đúng không? Vì sao bạn ký? Hỏi ra thì mới biết là ối rồi. Bạn ký bởi vì bạn thấy ông bên cạnh cũng ký. Bạn thấy bởi vì trong hội trường có đến tận vài chục người thì ai cũng ký. Nên chả có lý do gì mình không ký. Mà các bạn biết là hợp đồng của chủ đầu tư thì thường nó làm sao ạ? Rất chi là dày. Và vì nó dày cho nên là ai cũng ngại đọc. Thế mình nhìn thấy ông bên cạnh ký thì mình nghĩ là gì? Ông đọc rồi, đọc kỹ rồi nên ông mới ký. Mình cũng ký thôi, đúng không? Và lúc mà chúng ta đi đầu tư hoặc đi ký cọt cái kiểu theo số đông như này thì chúng ta cũng chấp nhận rủi ro theo số đông. Nova là một câu chuyện như vậy, đúng không ạ? Nova là một câu chuyện như vậy. Đến khi mà cứ cần xem xét kỹ lại các điều khoản thì mới lôi hợp đồng ra đọc. Xong bắt đầu mới ố, và xong bắt đầu mới á, đúng không? Tránh cái tình trạng này đòi hỏi đó là bạn cần phải có một cái tư duy độc lập và chủ động, đúng không nào? Và khi chúng ta không biết thì chúng ta đi hỏi, chúng ta hỏi sâu, kiểu gì chúng ta cũng biết. Và với cái tư duy này nó đòi hỏi này, bạn luôn luôn phải có tư duy về việc mình chính là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho mọi quyết định của bản thân đưa ra. Với cái việc mua hay bán, đầu tư hay không đầu tư, xuống tiền hay không xuống tiền. Cho nên hành động của bạn cần phải dựa trên sự hiểu biết và hành động theo lý trí, theo tư duy chứ không phải là cảm xúc. Và để làm được điều này, bạn càng ngày càng phải biết nhiều thứ hơn. Nó đòi hỏi chúng ta phải mở rộng cái vùng hiểu biết của mình liên tục lên. Đúng không ạ? Nó phải mở rộng cái vùng hiểu biết của mình liên tục. Và thông thường thì nó có ba cái trạng thái hiểu biết. Cái trạng thái thứ nhất đó là bạn về một điều gì đó ở ngoài kia, bạn biết nó rất rõ. Và cái trạng thái này người ta nói là biết biết. Ví dụ anh là kiến trúc sư, đúng không ạ? Và lĩnh vực chuyên môn của anh nó là liên quan liên tục đến là bản vẽ, thiết kế, rồi là các cái hàng hóa ở trong cái lĩnh vực đấy. Thì bạn biết là có một cái lĩnh vực tồn tại như thế và bạn biết chính xác nó là cái gì. Nhưng có một cái trạng thái thứ hai nữa, đó là bạn biết về sự tồn tại của nó. Ví dụ tôi làm trong lĩnh vực ví dụ đi, tôi không phải là người làm trong lĩnh vực về kiến trúc, về xây dựng, nhưng tôi biết nó tồn tại một cái nghề, đó là nghề kiến trúc sư, và họ chuyên thực hiện các cái bản vẽ lên các cái ý tưởng về những ngôi nhà chưa hình thành trên thực tế. Và khi họ lên ý tưởng đấy thì mình thay đổi nó rất dễ, nên mình có thể thuê họ để kiến tạo cho mình một cái công trình mong muốn trong tương lai. Nếu nó chưa đạt như mình mong muốn thì mình hoàn toàn có thể họ bảo họ sửa chữa trên bản vẽ, nó chẳng mất cái gì nhiều cả, nhưng nó có thể tạo cho mình một cái không gian sống cực kỳ tiện nghi, thoải mái, đẳng cấp, đồng thời lại rẻ về mặt chi phí. Thế thì tôi biết cái điều này, nhưng làm thế nào tạo ra được cái bản vẽ như thế thì tôi không biết, nó không phải công việc chuyên môn của tôi. Thế thì tôi biết nó tồn tại nhưng tôi không hiểu rõ nó như thế nào, thì tôi gọi nó là trạng thái biết nó có, nó tồn tại trên đời này nhưng tôi không biết chính xác nó là cái gì. Được chưa? Và cái trạng thái tệ nhất, trạng thái của rất rất nhiều thứ ở ngoài kia mà chúng ta đều đang rơi vào, đó là chúng ta không biết một cái thứ mà chúng ta chẳng biết gì về nó. Và trạng thái này là trạng thái mà dễ đưa chúng ta vào những quyết định sai lầm. Ví dụ thế này. À, ví dụ đây. Một cái máy xay chẳng hạn. À, tôi có cái câu chuyện này, câu chuyện vui nhưng cũng là cái câu chuyện mà khá là thực tiễn nhé. Mẹ tôi khi mà tôi nuôi con nhỏ ấy thì có mua một cái máy xay của Braun. Thì một cái máy xay như vậy nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu. Nên nó bền lắm, nó hàng của Đức. Thế thì khi mà mình mua cái đấy về thì cái cối là nó dùng thường xuyên, nhưng cái củ là rất là ít khi hỏng củ.
mà nó thỉnh thoảng hay bị long hoặc hay bị ấy cái cối ra thôi. Thế thì khi mà lắp nó không được kín răng, sau đó thì bà quay mấy vòng, thế là thấy cái kia nó bị trơn ren, thì bà mới gọi điện cho tôi và bà mới nói rằng là cái máy hỏng rồi con ạ. Thế thì tôi mới bảo là mẹ cứ để đấy để con về con kiểm tra. Thế thì tôi mới về tôi kiểm tra, nhưng mà chỉ buổi trưa tôi mới về được thôi. Thì tôi kiểm tra tôi bảo là mẹ nó bị hỏng cái đầu xay rồi. Thì tôi nói với bà là nó bị hỏng cái đầu xay rồi. Thế thì tôi cũng chỉ nói như vậy mà không nói cái gì thêm. Thì buổi chiều có cái bà đồng nát bà đi qua, mẹ tôi gọi bà vào. Thế mẹ tôi mới bảo là bán cho mày cái này. Thế bà đồng nát bà bảo là 20 nghìn thôi chị ạ, nhẹ lắm. Thế là mẹ tôi bán một cái máy xay của tôi hơn 2 triệu với cái giá 20 nghìn, chỉ bởi vì bà không biết rằng cái đầu xay kia mình hoàn toàn có thể mua để thay thế nó, và mình giữ lại được hơn 2 triệu đấy chỉ bởi việc mình bỏ ra thêm khoảng độ hơn 100 nghìn để mua cái kia. Anh em có hiểu chỗ này không? Đấy là trạng thái không biết những gì mà mình cũng không biết luôn, và trạng thái này là trạng thái ngu si nhất của con người. Không nhá, tôi không nói cái tôi không link đến cái câu chuyện kia. Tôi ví dụ như vậy để anh em biết là có rất rất nhiều thứ ở ngoài kia chúng ta không hề biết nó tồn tại, và chúng ta không hề biết nó tồn tại như thế nào, đúng không? Thế cái trạng thái này là cái trạng thái mà nó giúp cho chúng ta, nếu như có tư duy về việc thay đổi cái gì ạ, thay đổi vùng hiểu biết, thì chúng ta phải liên tục mở rộng vùng hiểu biết thông qua việc làm cái tỷ trọng này giảm xuống và tăng cái tỷ trọng này lên, đúng không? Đây là thứ phải giảm xuống rất là mạnh, bằng việc đó là học hỏi, bằng việc đó là tìm tòi và khám phá liên tục những điều mới mẻ ngoài kia. Vậy thì cái trạng thái chúng ta đang từ không biết những thứ tồn tại ở ngoài kia, chúng ta không hề biết nó, thì chúng ta chỉ cần thay đổi thôi, đó là tôi biết về cái thứ này, đó đã là một điều vô cùng tuyệt vời để giúp chúng ta mở rộng vùng hiểu biết rồi. Thì đối với lĩnh vực pháp lý, đây là một tư duy cực kỳ quan trọng, bởi vì bạn có thể không phải chuyên gia pháp lý, cho nên nó không đòi hỏi bạn phải biết chính xác nó là cái gì, nhưng bạn chỉ cần biết nó tồn tại, nó đã giúp bạn chiến thắng, nó đã giúp bạn giữ được tiền, và nó đã giúp bạn kiếm được tiền, đúng không? Và đây là điều mà chúng ta cần phải có ở trong cái tư duy số 4, đó là tư duy độc lập tự chủ, thông qua cái việc đó là hiểu biết ngày càng nhiều lên, và thông qua cái điều này có nghĩa là mở rộng vùng hiểu biết liên tục. Rồi, hay ví dụ như thế là đúng không? Bạn là thấy đấy, một trong số những câu chuyện đau lòng nhất ở trên thị trường bất động sản đó chính là cái câu chuyện kêu gọi và huy động vốn với cái lãi suất cao. Và khi mà bị kêu gọi này, được kêu gọi này, huy động vốn với lãi suất cao. Đây là câu chuyện ở trong một buổi Zoom kín nhé. Tôi mới chia